Đây, cải biên lại cái vừa rồi nha. Tất cả các kích thước em đều nâng lên hết này. Gian này là 3,5 m. Tổng cộng ở đây có bếp, có phòng. Và mỗi một cái phòng này tổng diện tích là 16 m². Tha hồ chị xây phòng khép kín. Còn đây là đây cái chỗ để xe của chị đây. Đấy, chiều cao bãi 3,6. Cái này tỷ lệ 1:1 đấy. Chẳng qua trên máy tính nhìn nó thế này thôi. Đây, chỗ này là chỗ để chị phơi phóng quần áo ngoài này. Đấy. Ok chị nha. Đây, vẫn tương tự như cái nhà vừa rồi. Cải biên lại về diện tích thôi. Tổng diện tích của cái này nó rơi vào tất tần tật không gian sử dụng cả bếp cả bếp cái ấy này nó dao động khoảng hơn 200, khoảng 250 m² chị nhé. 250-260 m² ấy. Cái sảnh này dài 5 m thì chị nhìn này, 5 m thì quá dài, thoải mái rộng. Cái chỗ để xe này 4 m thoải mái để xe chị nhé. Đây là cái nhà vệ sinh công cộng này. Đây có một nhà vệ sinh công cộng ở ngoài nhé, chui gầm cầu thang. Còn bên trong, phía bên trong này là ba cái buồng vệ sinh có đầy đủ khép kín ở trong này luôn. Đó. Trên này cái máng, có một cái máng nước. Đây, đổ máy. Cái máng nước này cũng là máng cầu thang này. Cầu thang này 1,5 m chị nhé. Bếp này là 4 này, cộng 1,5 m, 5,5 m. Gian 3,5 m. Cái này tổng là 16, chiều dài 16 m. Cộng với lại 4 m của cái bãi để xe nữa. À, 2 m. 16 cộng 2 m của cái cầu thích là 18 cộng 4 24 m. 24 m mặt tiền này, cộng với lại 3 m của cái ấy này nữa. 3 m của cái chị phơi phóng quần áo này nữa. Tổng cái mặt dài này 27 m. Chiều sâu này, đây. Chiều sâu đây là 10 m chị nhá. Này, 10 m. Quá rộng luôn chị nhá.